Theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang khẩn trương truy bắt Lò Văn Sươm, sinh năm 2001, trú tại bản Nậm Há, xã Nong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Đại diện Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã huy động hơn 400 người, gồm các cán bộ chiến sĩ công an, dân quân, an ninh thôn bản, lập các chốt chặn để truy tìm nghi phạm. Theo đại diện Công an tỉnh Lai Châu, sau khi nhận tin báo, trực tiếp Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã xuống hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng lên phương án truy tìm nghi phạm Sươm. Tuy nhiên tới nay, công tác truy tìm nghi phạm gặp nhiều khó khăn bởi địa hình núi rừng rậm rạp. Sươm là nghi phạm sát hại chị LTL, 21 tuổi, xảy ra trên địa bàn bản Phiên Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày mùng 5 tháng 3. Khi gây án, đối tượng mặc quần lửng đến ngang gối màu cam, áo kẻ màu đen, quần bò màu đen, đi dép màu đen. Sau khi gây án, nghi phạm đã cầm theo dao bỏ chạy theo hướng xã Nậm Sỏ, nghi chạy sang huyện Sìn Hồ. Hiện lực lượng công an huyện Tân Uyên đang tập trung truy bắt đối tượng gây án. Công an tỉnh Lai Châu kêu gọi đối tượng gây án sớm ra đầu thú, đồng thời đề nghị quần chúng nhân dân chia sẻ, lan tỏa thông tin, cung cấp thông tin về đối tượng có đặc điểm như ảnh kèm theo để phục vụ tiến trình điều tra. Mọi thông tin xin liên hệ đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Lai Châu, thượng tá Vũ Tiến Văn, trưởng phòng, số điện thoại 0915 484 838 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Theo công an tỉnh Lai Châu, người tố giác cung cấp thông tin được giữ bí mật bảo vệ khen thưởng. Người giúp sức đối tượng bỏ trốn hoặc che giấu sẽ bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật. Tại bệnh viện Đa khoa Phương Bắc, tỉnh Tuyên Quang, nơi cấp cứu 5 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn nghiêm trọng vào rạng sáng cùng ngày tại km 151 Quốc lộ 2 thuộc thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, khiến 5 người chết, 9 người bị thương. Nằm trên giường bệnh với vẻ mặt còn chết bằng hoàng, anh Phan Văn Quý, sinh năm 1983 ở Hà Giang, tài xế xe khách biển kiểm soát 23F00058 kể lại. Thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 5 tháng 3, khi đó trên xe khách dừng nằm chờ hai thư hành khách và hai phụ xe. Chiếc xe khách xuất phát từ Hà Giang đi Hà Nội vào lúc 22 giờ ngày 4 tháng 3. Khi điều khiển xe khách tới khúc cua tại km 151 trên đường quốc lộ 2 thuộc thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang, anh Quý nhìn thấy một ô tô đầu kéo phóng nhanh rồi lấn sang làn đường của mình. Anh Quý kể, khi đó tôi thấy đèn xe container sáng rực đã chủ động đi chậm lại, sát vào lề đường của mình. Tuy nhiên, xe đầu kéo phóng nhanh, lấn sang hết làn đường, tôi liền đạp phanh nhưng vẫn không thể tránh được. Theo anh Quý, vì đây là tuyến đường anh thường xuyên đi qua, nên theo kinh nghiệm, tới khúc cua anh sẽ ra phanh đi chậm. Tuy nhiên thời điểm đó, chiếc xe container đi quá nhanh nên anh không thể xử lý hay né tránh kịp. Anh Quý nói và cho hay, thời điểm đó chỉ tính trong tích tắc, chiếc xe container lấn làn đâm trực diện vào xe khách của tôi rồi lật nghiêng, đè nát một nửa chiếc xe khách hai tầng. Với 16 năm kinh nghiệm lái xe, anh Quý nói rằng chưa bao giờ gặp vụ tai nạn nào kinh hoàng như vậy. Sau khi xuống xe, anh Quý bị choáng và được lực lượng chức năng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ Đinh Mạnh Phương, phó giám đốc bệnh viện Đa khoa Phương Bắc cho biết khi đơn vị nhận được tin báo về vụ tai nạn, bệnh viện đã điều 6 xe cấp cứu cùng hơn 40 nhân viên, cán bộ y bác sĩ trực tiếp tham gia cấp cứu cho các nạn nhân. Theo bác sĩ Phương, bệnh viện đang tiến hành điều trị cho 5 bệnh nhân trong vụ tai nạn, trong đó có 2 bệnh nhân bị thương nặng, chưa rõ danh tính. Bác sĩ Phương nói: "Đây là lần đầu đơn vị tiếp nhận nhiều bệnh nhân trong một vụ tai nạn như vậy. Chúng tôi đã huy động tối đa nhân lực và trang thiết bị để chữa trị cho các bệnh nhân. Đa số các nạn nhân đã bình phục, tuy nhiên vẫn còn 2 bệnh nhân bị nặng." đang được chúng tôi cấp cứu. Đại diện công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, nguyên nhân sơ bộ dẫn tới tai nạn có thể xuất phát từ việc tài xế Lê Văn Tân, 39 tuổi, lái xe container không quen đường. Dữ liệu cũng cho thấy, đây là lần đầu tiên Tân lái xe container trên tuyến này. Cả hai tài xế không có nồng độ cồn, các điều kiện về người và phương tiện đảm bảo. Đoạn xảy ra tai nạn có hai làn, phân cách bằng vạch nét đất xung quanh nhà dân thưa thớt. Điểm xảy ra tai nạn đúng vị trí cua. Theo đó, tài xế Tân, gây tai nạn trên quốc lộ 2 đoạn qua huyện Yên Sơn Tuyên Quang đã bị khởi tố tạm giam về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 3 điều 260 Bộ luật hình sự. Chiều ngày mùng 5 tháng 3, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Trường Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các bị cáo khác liên quan vụ xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB. 14 giờ 40 phút, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố cáo trạng dài 160 trang. Cáo trạng cũng nêu rõ các phương thức, thủ đoạn để Trương Mỹ Lan và đồng phạm sử dụng để rút ruột 1 triệu tỷ đồng từ ngân hàng SCB. Thứ nhất, bà Trương Mỹ Lan thâu tóm cổ phần SCB. Theo cáo trạng, Trương Mỹ Lan là chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát với một hệ sinh thái bao gồm hơn 1.000 công ty con, công ty liên kết, bằng cách thu mua cổ phần rồi nhờ người khác đứng tên Trương Mỹ Lan sở hữu tới 91,545% vốn điều lệ tại SCB. Số cổ phần này do 27 pháp nhân trong và ngoài nước cùng các cá nhân đứng tên giúp bà Lan. Bà Lan không ra mặt mà chỉ trực tiếp đứng tên sở hữu 4,982% vốn điều lệ. Thứ hai, cài cắm nhân sự chi phối hoạt động SCB. Trương Mỹ Lan đã tuyển chọn đưa các cá nhân thân tín vào những vị trí chủ chốt tại SCB, trả mức lương cao từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng một tháng hoặc tặng thường tiền, cổ phần SCB. Thông qua các cá nhân này, Trương Mỹ Lan điều hành toàn bộ hoạt động của SCB, trong đó có hoạt động cho vay. Bằng cách thâu tóm, nắm giữ cổ phần, Trương Mỹ Lan đã sử dụng SCB như một công cụ tài chính, huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác, sau đó chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập các khoản vay khống, phục vụ cho mục đích cá nhân. Thứ ba, lập đơn vị trực thuộc để cho vay, giải ngân theo yêu cầu. Nhằm tránh sự kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2020, Trương Mỹ Lan chỉ đạo dàn lãnh đạo cấp cao SCB thành lập 3 đơn vị cho vay với mục đích chỉ để phục vụ cho các khoản vay theo yêu cầu của chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Từ ngày 3 tháng 6 năm 2020 đến ngày 24 tháng 6 năm 2022, 3 đơn vị cho vay trên đã lập hồ sơ giải ngân 396 khoản vay, tổng dư nợ là 212.725 tỷ đồng. Thứ tư, lập hàng trăm công ty ma để vay vốn khống rút tiền của SCB. Kết quả điều tra xác định có 875 khách hàng, gồm 440 cá nhân, 435 pháp nhân đứng tên 1.284 khoản vay, được Trương Mỹ Lan chỉ đạo thành lập, thuê hoặc nhờ người đứng tên. Thứ năm, chỉ đạo chồng và cháu cùng thực hiện hành vi phạm tội. Điển hình, bị cáo Trương Huệ Vân, cháu gái của Trương Mỹ Lan, được ra quản lý điều hành hàng loạt công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Bị cáo Chu Lập Cơ, chồng của bà Lan, làm chủ tịch công ty cổ phần đầu tư Times Square. Thứ sáu, lập hồ sơ vay vốn khống. Tại mỗi hồ sơ vay, các cá nhân được thuê nhờ đứng tên hoặc đại diện các công ty ma được gọi đến ký vào các tờ giấy trắng đã được đánh dấu sẵn vị trí cần ký để hợp thức khoản vay. Những người này đều không được thụ hưởng và sử dụng tiền, không hề biết mình vay và nợ scb số tiền đặc biệt lớn. hầu hết các khoản vay của bà trương mỹ lan và hệ sinh thái vạn thịnh phát được giải ngân trước rồi mới thực hiện hợp thức sau. Thứ bảy, thông đồng câu kết với công ty thẩm định giá. cụ thể các lãnh đạo SCB đã trực tiếp hoặc qua trung gian để liên hệ với các công ty thẩm định giá, thông đồng, nâng giá tài sản lên nhiều lần, ghi ngày tháng phát hành các chứng thư theo yêu cầu của SCB để hợp thức thủ tục vay vốn. SCB thuê 19 công ty thẩm định giá, trong đó có 46 đối tượng là giám đốc, phó giám đốc, thẩm định viên, nhân viên thực hiện phát hành, tham gia phát hành 378 chứng thư có liên quan đến các khoản vay còn dư nợ của nhóm trường Mỹ Lan. Thứ 8. Rút tiền, cắt đứt dòng tiền sau khi giải ngân. Để hợp thức việc rút tiền từ SCB, Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên lập phương án thực hiện giải quỹ bằng cách lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống. Trương Mỹ Lan còn yêu cầu cấp dưới cho các cá nhân được thuê đứng tên người thụ hưởng khoản vay, đứng tên cổ phần, đến SCB ký chứng từ rút, nộp tiền, hòng xóa dấu vết hành vi phạm tội, bán nợ xấu. Thứ 9, mua chuộc loạt quan chức để bưng bít, che giấu sai phạm. Để che giấu hành vi phạm tội khi bị thanh kiểm tra, Trương Mỹ Lan chỉ đạo các lãnh đạo chủ chốt của SCB mua chuộc cán bộ, lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, ngân hàng nhà nước, lãnh đạo ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, tổ trưởng tổ giám sát tăng cường tại SCB. Việc mua chuộc nhằm bưng bít, che giấu sai phạm tại SCB, báo cáo kết quả thanh kiểm tra không trung thực, không đầy đủ. Đáng lưu ý, bị cáo Trương Mỹ Lan đã xây dựng nên hệ sinh thái đồng phạm hết sức bài bản, quy mô với hàng ngàn cá nhân câu kết chặt chẽ. Hệ sinh thái này được ví như mô hình kim tự tháp, trong đó những cấp dưới của bị cáo Trương Mỹ Lan lần lượt là người thân như chồng, cháu gái, sự thân tín giảm dần theo mức độ đến đáy của mô hình. Khi tham gia vào mô hình kim tự tháp, các cá nhân được bị cáo Trương Mỹ Lan trả lương, tặng thưởng tiền, cổ phần SCB tùy theo cấp bậc. Dựa trên mô hình kim tự tháp, mỗi cá nhân thể hiện sự chủ động làm việc theo những mật hiệu do nữ tỷ phú quy ước. Điển hình, dù không nhận chỉ đạo trực tiếp từ bị cáo Trương Mỹ Lan, nhưng khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn ngân hàng, bị cáo Bùi Anh Dũng làm chủ tịch hội đồng quản trị của SCB từ tháng 12 năm 2020, biết rất rõ khoản vay nào là của bị cáo Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đối với những hồ sơ này, Bùi Anh Dũng chỉ ký hợp thức mà không cần thẩm định khách hàng, thẩm định tài sản bảo đảm, không quan tâm phương án vay vốn và được theo dõi riêng trên hệ thống dữ liệu Core Banking của SCB bằng trường dữ liệu được ký hiệu HSTT. Như vậy, đối với hồ sơ HSTT, SCB sẽ bỏ qua quy trình vay thông thường theo quy định. Quá trình làm việc tại ngân hàng, Ngoài lương thưởng, Bùi Anh Dũng còn được bị cáo Lan cho 500.000 cổ phiếu SCB, tương đương 5 tỷ đồng. Ngoài ra, để tránh sự kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước, năm 2020, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc SCB, ký quyết định thành lập 3 đơn vị cho vay chỉ để phục vụ các khoản vay của bị cáo Lan. Cựu Tổng giám đốc SCB biết rõ điểm chung hồ sơ vay của bị cáo Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát nên chỉ ký khống thủ tục. HSTT cũng là bốn ký tự mà bị cáo tạ chiêu chung phó chủ tịch hội đồng quản trị scb nắm chắc dù không nhận chỉ đạo trực tiếp nhưng tạ chiêu trung biết rõ bị cáo lan là chủ nhân thực sự của scb biết rõ scb có nhóm khách hàng vay vốn được ký hiệu hstt